chào tất cả các bác nhá. Thì hôm nay điện máy An Gia tiếp tục về thêm 6 chiếc điều hòa cửa sổ nhá. Thì bên em bây giờ về rất là nhiều và bên em cũng đang lựa rất là những con ngon để bán. Đấy, thì hiện tại bây giờ hôm nay như em về thì có một con 9.000, đây là con 9.000 này. Đấy, con này là con này là National này, con này 9.000 này. À, con này Toshiba nhỉ? À không, National 9.000. Và ba con Koizumi mọi người nhá, 1 này, 2 này, 3 Koizumi này. Đấy, Koizumi này cũng tương đối cao nhá, 12, 13, 14. Và hai con Corona, đây một Corona này, $7.000 mọi người nhé. Ba Koizumi 8.000 và hai Corona 7.000 nữa. Đấy, Corona 7.000. Corona thì đời cao mọi người nhé. Như con này là cũng đời 14, 15 này. Đấy, con kia thì là đời 16. À quên, đời 2009. Đấy, thì ở đây hôm nay về 6 con mọi người nhé. Thì bác nào có nhu cầu về những con máy điều hòa cửa sổ một cục của Nhật này thì liên hệ bên em nhé. Hiện tại bên em cũng hàng cũng tương đối. Đấy, thì bên em bán rất là nhiều tỉnh. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ bên em nhé.